Tại xứ sở hạnh phúc. Nơi ở của loài trôn luôn ca hát yêu đời. Chỉ ngoại trừ những âm thanh vui vẻ lại khiến một số kẻ thèm khát bơ. Xong phim rồi. Chạy đi! Đi chơi chỗ đi! Chỗ đi! Chỗ đi! Chà! Hành trình giải cứu đại gia đình. Lũ trôn. Nhưng Poppy, hạnh phúc luôn hiện diện ở trong mỗi chúng ta. Đôi khi cô chỉ cần ai đó giúp cô nhìn thấy thôi. Để tìm lại bản sắc của chính mình. Được rồi, tiến hành thôi. Khoan, kế hoạch như thế nào? Tôi nói rồi, giải cứu về nhà an toàn. Được thôi, đó không phải là kế hoạch, đó là danh sách điều ước. Hóa phải, sắp xong rồi. Đưa cho tôi đi. Ôi trời ơi. Đón xem Quỷ Lùng Tinh Nghịch phát sóng lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8 trên HTV3 Dreams TV.